Mãn nhãn với màn biến hình cho cô nàng sắc sống, phù thủy make up và màn diễn xuất thần sầu, ai xem cũng thấy mê luôn. Khi phù thủy make up hợp tác với một diễn viên thì sẽ đỉnh như thế nào? Đây, anh em có thể xem ngay chiếc video này để thấy khả năng biến hình đỉnh của đỉnh đến từ vị trí của Ti Lê Make Up, chuyên gia trang điểm, người đã khiến rất nhiều anh chị em tìm thấy vẻ đẹp của mình. Chỉ một vài lần quẹt quẹt chấm chấm cùng với khả năng diễn xuất thân sầu y như sắc sống của chị gái Lê Chi này, chiếc video đã làm người xem mãn nhãn hơn bao giờ hết. Mời đẹp. Chắc hẳn đây là một thông điệp nào đó mà anh muốn gửi đến cho các chị em phụ nữ. Sắc sống mà còn biến hình thành thiên thần xinh đẹp thế này thì các chị em cứ yên tâm, tự tin vào bản thân mình đi ha. Còn nếu vẫn không thể tự tin được thì book ngay một buổi make up bởi phù thủy này, đảm bảo mấy chị em sẽ không nhận ra mình luôn. Các bạn nghĩ sao về lần biến hình của cô nàng này? Comment ngay cho TV Chan biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.